Wow, đây có rất là nhiều những chú khủng long và cái loài động vật khác đang bị bao bọc bên ngoài lớp bùn các bạn ơi. Chúng ta có một cái thao nước rất là to bên này. Giờ chúng ta sẽ cùng nhúng tất cả vào nước để đánh trôi lớp bùn và tìm hiểu xem đó là khủng long là loài vật gì nha các bạn. Nào bắt đầu thôi. Wow, chú khủng long đầu tiên có hình hài rất là dễ dàng các bạn ơi. Wow, trông rất là to luôn nè các bạn. Wow, nó có những cái móng vuốt rất là sắc nhọn nè các bạn ơi. Thì ra đây chính là loài khủng long có tên gọi là Therizinosaurus nha. Đặc điểm của loài này là hai cái chân trước nó có những cái móng vuốt rất là sắc nhọn nè các bạn. Wow, rất là dài, rất là nhọn luôn nha. Có màu đen rất là ghê các bạn. Cái cổ rất là dài nha. Wow, miệng có những cái răng rất là nhọn này. Wow, hai chân sau rất là to nha và cũng có những cái móng luôn nha. Nó di chuyển bằng hai chân sau là chủ yếu đó các bạn. Wow, đuôi rất là dài giúp nó giữ thân bằng khi đứng bằng hai chân sau nè các bạn. Đuôi rất là dài luôn nha. Nó có màu xám rất là đẹp và nửa phần thân phía sau màu đỏ nhìn rất là ngầu nha. Wow, tuy có thân hình rất là đáng sợ như thế này nhưng mà đây là loài cũng ăn cỏ nha các bạn. Rất là ngộ luôn không? Wow. Trong Therizinosaurus đã nhậu với cả một cặp Brachio khổng lồ nha các bạn, nhìn ngầu chưa kìa đấy nha. Đấy, to nha kìa. Wow, lâu rồi đánh nhậu rất là quyết liệt luôn nha. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú chim cánh cụt các bạn ơi. Một chú chim cánh cụt có bộ lông màu đen rất là đẹp nha. Phần lông trước bụng của nó có màu trắng nè các bạn. Wow, trên cổ nó một đám lông màu vàng nha. Wow, chú chim cánh cụt này rất là đáng yêu nha. Nó có cái cánh khá là ngắn nè các bạn. Tất nhiên nó không bay được đâu nha, nhưng mà nó bơi rất là giỏi các bạn. Tuy nó di chuyển trên bờ và trên cạn rất là lề mề nhưng mà nó bơi và bắt cá rất là giỏi nha. Nó có một bộ lông rất là dày và nó có một lớp da cũng rất là dày để bảo vệ nó không bị lạnh các bạn. Wow, chú cánh cụt chiến thắng như nguồn biển băng giá nha. Wow, rất là dễ thương luôn. Wow, một chú khủng long Ankylosaurus màu hồng các bạn ơi. Một chú Ankylosaurus nhìn rất là đẹp nha. Nó có màu hồng, có màu vải màu trắng trên người nữa các bạn. Wow, khủng long này nổi tiếng với lớp da rất là dày và có những cái gai trên lưng nữa các bạn. Wow, những cái gai này rất là nhọn luôn nha. Wow, bởi vì nó có những gai bảo vệ cho nên là nó rất là khó để bị ăn thịt nhưng là cũng không khó nha. Wow, trông rất là đẹp sợ các bạn, những gai cực kỳ nhọn luôn. Wow, thì nó màu đầu mình trắng nó luôn, người ngầu chưa ra đấy à. Chào, quật quật quật. Wow, chú khủng long và một loài vật nào đó đang có kích thước rất là khổng lồ các bạn ơi, không biết đây là loài gì nha.
Wow, thì ra đây là một chú voi mammoth khổng lồ các bạn ơi. Một chú voi mammoth với bộ lông rất là dày luôn nha, kích thước rất là lớn luôn. Voi mammoth chuyên sống ở những vùng rất là lạnh giá đó các bạn, cho nên nó có phải có một bộ lông dày để nó giữ ấm cho cơ thể nha. Ngoài ra nó cũng phải có một lớp mỡ rất là dày và lớp da rất là dày nha các bạn. Wow, chiếc voi rất là dài luôn này các bạn, 2.000 cong vút luôn. Wow, 4 chân hiện 4 cây khổng lồ vậy, rất là lớn nha. Chú voi mammoth này có thể nặng lên đến 10 tấn nha các bạn. Wow, nhìn rất là khổng lồ luôn. Và đây là con voi mammoth khổng lồ của mình, các bạn nhìn to cực kỳ nha. Đây chú voi mammoth khá là to lớn của mình nha. Luôn. Wow, chú tinh tinh khổng lồ các bạn ơi, một chú tinh tinh khổng lồ đang vỗ ngực rất là đáng sợ này. Khi một chú tinh tinh vỗ ngực thì có nghĩa là nó đang thị uy sức mạnh các bạn, hoặc là nó đang rất là tức giận đấy, chúng ta không nên tới gần nha. Wow, chú tinh tinh này nhìn rất là đáng sợ luôn, thân hình rất là cơ bắp nha, đầy những cơ bắp luôn các bạn. Wow, hai tay rất là to dài và lớn nha. Wow, thân hình thì rất là to luôn, rất là nhiều cơ bắp nha. Wow, chúng ta có con gorilla khổng lồ các bạn, một con tinh tinh khá là to lớn luôn nha các bạn, nhìn rất là ngầu luôn nha. Wow, chú ngựa các bạn ơi, một chú ngựa màu nâu rất là đẹp luôn, cái bờm rất là đẹp các bạn, cái đuôi cũng khá là dài nha, bốn chân rất là to khỏe luôn, giúp nó chạy rất là nhanh đó các bạn, nó chạy nhanh như một cơn gió luôn. Wow, chú ngựa này chạy luôn luôn về nhất trong tất cả các cuộc đua nha, trông rất là ngầu luôn các bạn ơi. Wow, chú khủng long có màu hồng và chấm xanh dương rất là đẹp các bạn ơi. Đây là loài khủng long có tên gọi là Parasaurolophus nha. Đặc điểm của loài này là trên đầu nó có một cái sừng mọc ngược các bạn, hay còn gọi là cái màu của nó đó các bạn. Wow, hai chân trước khá là nhỏ nha, hai chân sau thì khá là to và cái đuôi khá là dài luôn. Nó chạy bằng hai chân sau rất là nhanh và chiếc đuôi giúp nó giữ thăng bằng đó các bạn. Wow, chú khủng long Parasaurolophus này có màu hồng và chấm xanh dương rất là đẹp luôn các bạn ơi. Tuy đây là loài khủng long kích thước khá là lớn nhưng mà đây là khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha các bạn. Wow, Parasaurolophus đánh nhau với những con linh dương khá là to lớn luôn. Wow, một chú hươu cao cổ các bạn ơi, một chú hươu cao cổ rất là đẹp nha, nó có màu cam và những cái đốm màu vàng các bạn. Wow, cổ của nó rất là dài luôn, cổ dài giúp nó có thể ăn được những cái cành là lá cây trên cao đó các bạn. Bốn chân khá là to và dài giúp nó di chuyển và chạy rất là nhanh nha. Wow, một chú hươu cao cổ nhìn rất là ngầu, rất là đẹp các bạn ơi. Có cả cá sấu và đánh nhau với cá quá dài, hươu cao cổ nhỏ xíu luôn, nghĩ các bạn dựng con cá sấu này đã to thế nha. Long Spinosaurus các bạn ơi, một chú khủng long thật rất là đáng sợ nha. Đặc điểm của loài Spinosaurus là trên lưng nó có một cái vây này các bạn. Wow, cái vây này hình tròn như một cái quạt các bạn ơi. Hai chân trước khá là nhỏ nha, hai chân sau khá là to và cái đuôi rất là dài luôn. Nó di chuyển bằng hai chân sau và giữ thân bằng bằng đuôi đó các bạn. Wow, chú khủng long này nhìn rất là đáng sợ các bạn ơi. Đây là khủng long thật rất là đáng sợ nha, nó có màu cam rất là. Spinosaurus của mình đây đâu các bạn, còn khủng long với cái vây lưng nhìn như cánh bướm khá là to lớn luôn giờ. Đấy, to chưa? Đẹp luôn. Chú khủng long Stegosaurus các bạn ơi, đặc điểm của loài khủng long Stegosaurus là trên lưng nó hay giãn vây lưng nữa các bạn, kéo dài từ phần cơ đầu, phần vai cho tới phần đuôi luôn nha. Cuối đuôi của nó có bốn cái gai mọc ra các bạn. Wow, bốn chân rất là to nha. Đây là khủng long ăn cỏ coi nha các bạn. Wow, nó khá là hiền lành nha. Đây là khủng long bị trên là khủng long vây kiếm đó các bạn. Wow, rất là ngầu luôn. Sư tử các bạn ơi, một chú sư tử rất là ngầu luôn. Chú sư tử này có cái bờm rất là đẹp đấy các bạn. Wow, bốn chân rất là to lớn nha, thân hình khá là đồ sộ luôn, đuôi rất là dài đấy các bạn. Chú sư tử này săn mồi rất là ghê nha. Sư tử được mệnh danh là chúa săn lâm đó các bạn. Wow, trông rất là ngầu luôn. Còn sư tử của tiếng bạn này là như các bạn thấy được, chú sư tử khá là đẹp luôn nha. Khủng long gì có cái vây rất là to các bạn ơi, thì ra đây là chú khủng long Dimension nha. Đặc điểm của khủng long Dimension là nó có một cái vây rất là lớn trên lưng này và thân hình nó giống một chú thằn lằn đang bò các bạn. Wow, miệng nó có những cái răng khá là nhọn nha, đuôi khá là dài luôn. Wow, chú khủng long Dimension này ăn thịt và rất đáng sợ nha các bạn. Wow. Wow các bạn ơi, có một chú voi biển các bạn ơi, chú voi biển này nhìn rất là mập mạp luôn nha. Chú voi biển này có thân hình khá là mập mạp và có màu cam rất là đẹp luôn. Trên đầu tới đuôi nó có một cái dải màu đen các bạn, rất là ngầu luôn. Bốn vây của nó khá là to nha, hai cái răng nanh nó rất là nhỏ.
tuy nhìn nó khá là dễ thương nhưng mà nó chiến đấu bằng răng nanh để giành lãnh thổ các bạn, rất là đáng sợ nha. Wow. Brachiosaurus các bạn ơi, một chú khủng long Brachiosaurus nhìn rất là đẹp luôn. Wow, nó có cái cổ rất là dài này, cái đuôi rất là dài nha, bốn chân rất là to, thân hình rất là to lớn luôn. Chú khủng long Brachiosaurus có trọng lượng có thể lên đến 30 tấn các bạn. Tuy kích thước và khối lượng rất là lớn như thế nhưng mà đây vẫn là chú khủng long ăn cỏ hiền lành nha. Wow, trông rất là đẹp các bạn ơi, rất là ngầu luôn. Brachio khổng lồ đấy các bạn, một khủng long cổ dài và rất là to lớn luôn các bạn, phải mừng chưa? Cá thời tiền sử các bạn ơi, chú cá này có tên gọi là Don Cleostes nha. Đặc điểm của loài Don Cleostes là phần đầu nó có những cái da dày nè các bạn. Wow, những cái da rất là dày như là một cái lớp giáp bảo vệ phần đầu nó vậy các bạn. Wow, thân hình rất là to lớn luôn, những cái vây rất là to nha. Cái đuôi dài giúp nó có thể bơi rất là nhanh nè các bạn. Wow, miệng rất là rộng luôn, có thể ăn được những loài cá lớn nha. Wow, đây là bá chủ đại dương thời tiền sử các bạn, một chú cá Don Cleostes nha. Wow. Dê núi các bạn ơi, một cái dê núi với cái sừng mọc ngược phía sau đầu như các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu nha. Dê núi là một loài động vật có thể di chuyển như đội ngũ đá thẳng đứng một cách dễ dàng nha, bởi vì nó cơ thể nó rất là nhỏ gọn và cái bốn chân rất là khỏe và cái móng rất là cứng các bạn. Wow, trông rất là ngầu. Quy một con linh dương bị bắn thuốc mê để gì đó nhở các bạn ơi. Wow. Chú Husky Wookie các bạn ơi, một chú Husky Wookie màu đỏ nha, nó đang chống nạnh các bạn, rất là đáng yêu nha. Chú Husky Wookie này đang có miệng cười rất là tươi nè các bạn, đôi mắt tròn xe nha. Wow, chú Husky Wookie này nhìn rất là đáng yêu luôn. Husky Wookie đánh nhau với gì đây? Wow, bài này sao nó khổng lồ, đang cắn một con nano các bạn. Wow, chúng ta có một chú khủng long Deinonychus các bạn ơi, một loài khủng long tuy kích thước khá là nhỏ nhưng mà săn mồi rất là ghê nha. Đừng thấy kích thước nó nhỏ mà xem thường nha các bạn. Wow, hai cái chân trước của nó thì khá là nhỏ nhưng vẫn có móng vuốt nha. Hai chân sau khá là to, có những cái móng cong lên rất là đáng sợ luôn. Wow, đuôi rất là dài luôn, miệng có những cái răng rất là sắc nhọn nha. Loài này tuy kích thước nhỏ nhưng mà săn mồi cực kỳ hiệu quả luôn, bởi vì nó chạy rất là nhanh và nó rất là thông minh các bạn. Wow, trông rất là ngầu luôn này. Deinonychus chạy khá là nhanh nha. Đấy, anh em cũng phải Deinonychus nhiều hơn chứ. Wow, tiếp theo chúng ta một chú khủng long cực kỳ nổi tiếng các bạn ơi. Đây là một chú khủng long Tyrannosaurus Rex, gọi là khủng long T-Rex, khủng long bạo chúa đó các bạn. Wow, chú khủng long bạo chúa màu đỏ vàng đen nhìn rất là đẹp luôn. Wow, hai chân trước khá là nhỏ nha, hai chân sau thì khá là to. Nó chạy bằng hai chân sau rất là nhanh đó các bạn, cái đuôi dài giúp nó giữ thăng bằng nha. Miệng có những cái răng rất là sắc nhọn luôn. Wow, chú khủng long bạo chúa này nhìn rất là đáng sợ các bạn ơi. Đây là một loài khủng long thật rất là nổi tiếng nha. Trong cái bộ phim về khủng long về Hollywood thì nó luôn xuất hiện nha các bạn. Wow, trông rất là ngầu luôn. Khá là lớn. Wow, chú khủng long Stegosaurus các bạn ơi, đặc điểm của loài Stegosaurus là có hai cái vây lưng chạy dọc từ phần vai tới phần đuôi này các bạn. Wow, đuôi nó có bốn gai, một cái rất là ghê luôn. Wow, chú là khủng long Stegosaurus này là khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha, kích thước tương đối lớn nha. Đó là loài khủng long bị danh là khủng long vây kiếm đó các bạn, nghe rất là ngầu đúng không? Wow, chú khủng long Stegosaurus này có màu cam, một dải màu đen, còn đỏ trên lưng nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Wow. Wow, chú Brachiosaurus khổng lồ các bạn ơi, chú Brachiosaurus có cái cổ rất là dài nha. Wow, cái đuôi rất là dài luôn này, bốn chân rất là to nha. Chú Brachiosaurus thì có màu nâu rất là đẹp luôn. Wow, xem kích thước của nó mà xem, rất là khổng lồ luôn. Wow, loài này rất là lớn nha, có khối lượng lên đến 30 tấn các bạn. Tuy nhiên thì nó vẫn chỉ là chú khủng long cỏ rất là hiền lành nha. Wow, thân hình rất là đồ sộ luôn này, nhìn to chưa kìa. Con Brachiosaurus khổng lồ, con khủng long cổ dài cực kỳ to lớn luôn nha các bạn, to chưa kìa. Wow,
một chú bò màu cam các bạn ơi, một chú bò màu cam với cặp sừng màu xanh lá rất là nổi bật nha. Chú bò này có thân hình rất là to lớn luôn. Wow, nhìn rất là đồ sộ các bạn ơi. Và đây là một con bò Tây Tạng các bạn, hay còn gọi là gió các bạn. Này chú bò Tây Tạng khá là to lớn của mình nha. Wow, một chú rùa biển các bạn ơi, một chú rùa biển rất là đáng yêu nha. Nó có cái mai rất là to nha các bạn. Hai chân bay trước thì khá là to nha, giúp nó bơi nhanh đấy các bạn. Hai cái vây sờ thì khá là nhỏ nha, cái đuôi rất là ngắn luôn. Chú rùa biển này nhìn rất là đáng yêu luôn các bạn ơi. Wow, nó chỉ ăn những loài sứa và những loài động vật nhỏ thôi nha. Và đây chúng ta có một con trai theo thôi các bạn, một con rùa khá là to lớn luôn nha. Không tấn công ai đâu. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long Cryllophosaurus nha. Đặc điểm của loài này là trên trán nó có một cái vảy này các bạn. Wow, cái hàm nó khá là dài với những cái răng rất là sắc nhọn nha. Wow, hai chân trước khá là nhỏ nha, hai chân sau thì khá là to và cái đuôi rất là dài luôn. Đuôi nó có những cái vằn màu đen này các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Phía sau lưng nó là những cái gai mọc lởm chởm và chi chít nha. Wow, nó có một màu cam rất là đẹp nhưng mà đi xen lẫn với những cái đốm màu đen, nhìn rất là đáng sợ các bạn ơi. Wow, trông rất là ngầu nha và cũng rất là đáng sợ luôn. Một chút khủng long Cryllophosaurus khá là to lớn luôn các bạn, khủng long với một cái miếng mai khá là đẹp luôn các bạn. Đó. Thật Cryllophosaurus nha. Wow, chú khủng long Ankylosaurus các bạn ơi, một chú Ankylosaurus có màu xanh, một dải màu cam lên lưng nhìn rất là đẹp này. Wow, loài này có đặc điểm nổi bật là nó có một lớp da rất là dày và có những cái gai bảo vệ trên lưng nha. Những cái gai mọc từ đầu tới đuôi luôn này các bạn, phần cuối cùng của đuôi nó có hình tròn rất là ngộ nha. Wow, chú Ankylosaurus này có lớp da bảo vệ và có những cái gai bảo vệ như thế này cho nên nó rất là khó để bị săn bởi những loài khủng long thật nha các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu luôn. Ankylosaurus với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn, nhìn nó lắc người các bạn. Đây là con Ankylosaurus khá là to nha. Wow, chú khủng long Brachiosaurus các bạn ơi, một chú Brachiosaurus có màu rất là đẹp nha. Nó có phần thân màu vàng, phần đầu màu đen này các bạn. Wow, rất là ngầu luôn. Bốn chân rất là to nha, thân hình cũng rất là to và cái khối lượng có thể lên đến 30 tấn nha. Tuy kích thước và khối lượng lớn là thế nhưng mà đây là vẫn chỉ là một chú khủng long cỏ hiền lành thôi nha các bạn. Wow, trong Brachio của mình các bạn, một khủng long thuộc họ cổ dài khá là to lớn luôn kìa các bạn. To chưa kìa, thấy chưa? Rất là đẹp luôn này. Wow, chú hà mã đang há cái miệng rất là to này các bạn ơi, có lẽ nó đang tức giận gì đó các bạn. Wow, chú hà mã này có cái răng rất là nhọn nha. Wow, thân hình rất là to lớn luôn, lớp da rất là dày này. Wow, chú hà mã này nhìn rất là ngầu các bạn ơi. Bốn chân của nó tuy khá là ngắn nhưng mà tổng thể nó thì vẫn nặng lên đến vài tấn nha. Lớp da rất là dày như một tấm áo giáp vậy. Wow, chúng ta không nên chọc giận hà mã nha các bạn. Khi hà mã tức giận thì nó có thể tấn công cả con người. Chúng ta có một con hà mã khá là to lớn các bạn, một con hippo các bạn, chú hà mã khá là ngầu. Rồi đấy, wow. Wow, một chú khủng long ba sừng Triceratops các bạn ơi. Chú Triceratops này có hai sừng lớn ở trán này và một sừng nhỏ ở mũi nha. Trên cổ nó có một cái vây một xòe như một cái cánh quạt các bạn. Wow, bốn chân rất là to nha, cái đuôi rất là dài luôn. Cái đuôi nó khá là mập mạp cho các bạn. Chú khủng long này nhìn qua tổng thể thấy nó khá là mập nha. Wow, nhìn rất là dễ thương luôn. Một chú khủng long ba sừng Triceratops màu xanh rất là đáng yêu nha. Còn ba sừng Triceratops các bạn nhìn hồn như kìa. Chú khủng long này thuộc họ khủng long ba sừng mà nó khá là hung dữ nha. Wow, chúng ta có một chú lạc đà các bạn ơi, một chú lạc đà màu cam rất là đẹp luôn. Nó có bốn chân rất là dài nè các bạn, bốn chân dài giúp nó đi trên cát sa mạc dễ dàng hơn đó các bạn. Cái cổ khá là dài nha, trên lưng nó có những cái bú này các bạn, hai cái bú lạc đà tích trữ mỡ nha. Khi lạc đà tích trữ đủ mỡ trong bú thì nó có thể di chuyển những quãng đường dài trong thời gian dài mà không cần ăn uống đó các bạn. Wow, lạc đà có thể không ăn uống trong khoảng một tháng nha, rất là ngầu luôn các bạn. Wow, nhìn hai cái bú của lạc đà kìa, to chưa kìa các bạn. Đấy, nhìn đã chưa kìa, con này nó khá là cao luôn đấy. Wow. Wow, chú khủng long thằn lằn sấm các bạn ơi, chú khủng long bay nha. Loài thằn lằn sấm Pteranodon nha các bạn. Đặc điểm của loài thằn lằn sấm Pteranodon là có một cái sừng một cực với sau đầu này. Wow, và cái mỏ của nó rất là dài và cứng nha. Nó có cái sải cánh rất là dài luôn. Wow, nhìn rất là đáng sợ các bạn ơi. Loài này chỉ săn mồi theo bầy đàn nha, và nó săn mồi bằng cách lao từ trên không xuống và bắt gấp lấy con mồi đó các bạn. Wow, rất là ghê luôn. Sải cánh nó cực kỳ rộng các bạn ơi. Nó có một màu xanh và những cái đốm màu trắng rất là đẹp luôn nha. Wow. Thằng lằn sấm Pteranodon các bạn, với sải cánh dài, sống khổng lồ của mình nha các bạn. Đấy, chà.
Wow, tiếp theo chúng ta có một chú hươu sừng tấm các bạn ơi. Một chú hươu sừng tấm màu cam rất là đẹp luôn. Nó có hai cặp sừng rất là ngầu các bạn. Mỗi chiếc sừng của nó như là bàn tay và đang xen qua nhau vậy, nhìn rất là ngầu nha. Phần đỉnh sừng nó có một màu đen nhìn rất là đẹp luôn nha. Wow. Đây là con nice sừng tấm của các bạn. Đây, đây to chưa kìa, chạy cũng khá là nhanh luôn nha. Oh. Wow, chú bạch tuộc khổng lồ các bạn ơi, một chú bạch tuộc rất là to luôn, những cái xúc tu nhìn rất là đáng sợ đó các bạn ơi. Wow, chú bạch tuộc này nhìn rất là ngầu nha, chú bạch tuộc này có những cái xúc tu rất là đáng sợ luôn, kích thước thì rất là to lớn nha, kích thước to lớn như thế này thì nó có thể săn được cả cá voi luôn nha các bạn. Wow, chú bạch tuộc này có những cái giác hút rất là đáng sợ các bạn ơi, khi bị hút phải thì sẽ bị dính chặt và không thoát ra được đâu nha, trông rất là đáng sợ luôn các bạn ơi. Wow. Rất là nhiều con bạch tuộc lại lẫn nhau với cả những con cá voi sở thủ các bạn. Wow, quay vòng tròn cá voi luôn kìa các bạn, không phải là đối thủ của con bạch tuộc khổng lồ này rồi. Wow, chú khủng long màu xanh có những cái vây màu đỏ rất là đẹp nè các bạn ơi. Đây là chú khủng long Stegosaurus nha. Đặc điểm của loài khủng long Stegosaurus là nó có hai dải vây lưng kéo dài từ cổ cho tới đuôi nha. Phần cuối của đuôi nó mọc ra bốn cái gai rất là ghê nè các bạn. Wow, đây là một chú khủng long cỏ màu xanh Stegosaurus có vây màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Wow, đây là loài khủng long có biệt danh là khủng long vây kiếm nè các bạn, nghe rất là ngầu luôn. Wow. Wow, chú khủng long Giganotosaurus các bạn ơi, một chú khủng long Giganotosaurus rất là ngầu nha. Đặc điểm của loài này là khủng long thịt rất là đáng sợ nha. Miệng nó có những cái răng rất là nhọn nè các bạn. Wow, phía sau đầu nó những cái gai mọc lên rất là ghê nha. Hai chân trước khá là nhỏ, hai chân sau thì khá là to nha. Cái đuôi khá là dài luôn. Wow, loài khủng long này nhìn rất là đáng sợ các bạn ơi. Nó ăn thịt rất là nguy hiểm nha. Nó chiên đối đầu với khủng long bò chúa đó các bạn. Wow. Wow, một chú voi khổng lồ các bạn ơi, một chú voi có hai cái tay rất là to như hai cái quạt của bạn, cặp ngà rất là nhỏ luôn nha, cái vòi thì rất là dài linh hoạt nha. Wow, vòi của voi giống như tay của người các bạn dùng để cầm nắm đồ vật và đứng ăn vào miệng nữa các bạn. Wow, chú voi này rất là to luôn, có thể nặng lên đến 5 tấn nha, bốn chân như là bốn cái cột đình các bạn. Wow, cái đuôi cũng rất là dài này, nhìn rất là ngầu các bạn, nó có một con. Và đây lại là phần các bạn, một chú voi khá là đẹp luôn các bạn. Đây, ở đây mình có một voi với cái cặp ngà khá là nhọn luôn. Xinh rất là đẹp nha. Wow, chú Husky Quốc Kim màu xanh dương các bạn ơi. Wow, nó có những cái răng rất nhỏ các bạn, những cái răng rất là ghê nha. Wow, hai tay và hai chân nó có màu xanh lá cây này. Wow, có những cái răng rất là ghê luôn. Một chú Husky Quốc Kim màu xanh dương nha. Wow, tiếp tục là chú Husky Quốc Kim, nhưng mà lần nào chú Husky Quốc Kim màu hồng các bạn ơi, nhìn rất là dễ thương luôn. Nó đang nhe miệng cười rất là tươi này, giờ hai tay chào chúng ta nữa này. Wow, chú Husky Quốc Kim màu hồng này nhìn Spider-Man rồi, các bạn hai phần lâu và gặp nhau rất là đáng yêu nha. Wow, chú cá mập đầu búa màu đen có những chấm bi màu trắng các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Chú cá mập đầu búa này có cái đầu phần đầu khá là dị cho nên mới có biệt danh đó nha các bạn. Wow, những cái vây rất là lớn nha, cái đuôi cũng rất là lớn luôn. Wow, nó bơi rất là nhanh luôn các bạn ơi. Ở biển thường là cá mập đầu búa săn mồi cực kỳ. Đánh nhau với cả một con bạch tuộc khổng lồ, wow, một con bạch tuộc to dữ kìa, nguy hiểm nha. Wow, chú báo đốm trời ơi, một chú báo đốm màu vàng, đốm màu đen nhìn rất là đẹp luôn. Wow, chú báo đốm này chạy rất là nhanh nha, nó có thân hình rất là săn chắc các bạn, cái đuôi khá là dài luôn, cái lớp cuộn cuộn nha. Chú báo đốm này nhìn rất là ngầu các bạn ơi. Wow, báo đốm là một chạy nhanh nhất thế giới vật các bạn. Wow. Một loài báo châu Phi chạy khá là nhanh đi các bạn, con này chạy cực kỳ lẹ luôn. Wow, chú cua biển khổng lồ các bạn ơi, một chú cua biển có 8 cẳng 2 càng màu xanh rất là đẹp luôn này. Wow, phần đầu càng nó có màu đỏ rất là nổi bật nha, chiếc càng nó giống như là một cái kéo khổng lồ các bạn, bị kẹp chắc chắn sẽ rất là đau nha. Wow, cái mai to chưa kìa, chú cua này có kích thước rất là lớn nha các bạn, kích thước lớn như thế này thì có thể săn được cả những loài cá khổng lồ nha. Wow, trông rất là ngầu và rất là đẹp nha các bạn ơi.
Wow, chú khủng long Velociraptor các bạn ơi, một chú Velociraptor màu cam vàng đen rất là đẹp luôn này. Wow, miệng nó có những cái răng rất là nhọn nha, hai chân trước khá là nhỏ nhưng mà vẫn có móng vuốt nha, hai chân sau khá là to và những cái móng cong lên rất là đáng sợ luôn. Chú khủng long Velociraptor này có cái đuôi khá là dài nha. Loài này tuy kích thước không lớn nhưng mà săn mồi cực kỳ nguy hiểm nha, bởi vì nó chạy rất là nhanh luôn, nó phối hợp với đồng loại các bạn, nó chuyên săn mồi theo bầy đàn nha. Wow, có một màu cam với những cái vàng đen rất là đẹp luôn các bạn ơi. Velociraptor của mình đi rồi các bạn, một loài khủng long khá là thông minh luôn nha. Đấy, được đồ mà khá là thường bị có hiện hiệu đến người nên mới còn sống đó các bạn. Đẹp nha. Wow, chúng ta có một chú nai rất là đẹp này các bạn ơi, chú nai màu xanh rất là đẹp luôn nha. Wow, xem hai cái sừng của nó kia kìa, rất là to lớn nha, như là hai cái cành cây các bạn, rất là nhiều cây, những cái sừng mọc rất là lẫm chẩm như các bạn, rất là đẹp luôn. Wow, chú nai này có bốn chân khá là thanh thoát nha. Wow, thân hình không to cho lắm, nhìn rất là sang trọng nha các bạn. Wow, chú nai này có cặp sừng nhìn rất là đẹp nha các bạn ơi, cực kỳ đẹp luôn. Ở đây chúng ta có gì đây, một con nai sừng lá khá là đẹp luôn kìa các bạn, ngầu chưa kìa. Wow,